có một người yêu. Nàng đẹp lắm và nàng yêu tôi nhiều, nhiều lắm. Nhưng định mệnh trái ngang, chờ đời dấu bền, đã làm cho tôi và nàng mãi mãi xa nhau. Ông ơi, câu chuyện của ông nghe buồn thầm quá. Tôi biết phải làm gì để xóa dịu nỗi đau buồn đang chiếu nặng tâm hồn một kẻ nhiều khổ đau. Tiểu thơ, tôi muốn nhờ tiểu thơ đóng vai trò của một người yêu, nói lên những lời nói sau cùng để tổng biệt người yêu. Tiểu thơ hãy nói đi như lời nói của lòng mình đang nức nở ngậm ngùi và biệt cô. Bao nhiêu đó cũng quá đủ cho một người bạc phước. Nếu mai đây sắc thân tôi có dùi sâu dưới ba tấc đất, xin được mang theo lời nói yêu thương vào thế giới muôn đời. Lời nói như ru như rót mặt vào lòng, ôi lời nói ngọt ngào thân ai mà suốt một đời tôi ao ước được nghe. Giọng nói êm đềm thắm thiết biết bao nhiêu, trời đất còn xót thương một người bạc hạnh, nên phút giây này còn cho tôi được nghe lời tâm biệt sau cùng. Một đời bạc phước, nỗi mừng vui làm cho tôi rơi nước mắt. Chồng phút chốc chợt quên đi một thật tại đau buồn, trong cái phút bỗng thấy mình đầy diễm phúc, gặp lại người mình thương nhớ đã từ lâu. Niềm vui pha lẫn nỗi sầu, trời mưa hay giọt lẽ nào vừa rơi. Trên tờ thơ gọi tên tôi lần sau cuối, rồi lên chịu cưới ra đi. Nhưng tôi chưa được biết tên ông. Tiểu thơ gọi tên nào mà tiểu thơ yêu mến nhất, để tôi được nghe âm thanh xuất phát từ đáy lòng. Âu Thiên Vũ, trong những ngày hạnh phúc mọi nơi,
gặp gã anh mày mang tới đâu thiên dù. Hắn dạy cho tôi bài ca tống biệt, dùng đứa tỷ một người yêu. Bài ca tống biệt dân. Ta đưa tiếng ai bước lên xe hoa về đâu, trông theo bước ai bao dòng lệ máu tuôn rơi. Tình đôi nơi, mình đôi nơi, người ơi tình ta giờ đôi nơi. Tiếng đưa người nghe sầu dâng mi. Trời ơi, những âm thanh quen thuộc như đưa tôi ngược dòng thời gian trở về dòng kỷ niệm. Bài hát ngày xưa còn vang vọng lại người ăn mày tên Âu Thiên Dù. Xin ông hãy bảo rằng người con gái ngày xưa đã nghe trọn bài ca tống biệt ngày xuất giá theo chồng. Không biết Âu Thiên Dù còn sống sót sau những ngày dài đau khổ, nhưng nếu hắn chết đi rồi, ta nghe được những lời này chắc chắn ngậm cười nơi chính xuôi. Ông ơi, nếu người ấy chết đi chắc đã chết trong nghẹn ngào tức tuổi, vì không nghe được những lời tôi vừa mới nói với ông. Khi một người con gái đã sang sông thì bổn phận là phải lãng quên đi tình cũ, nhưng đối với con người bạc phước đó có quên chăng là ngày tôi vĩnh biệt cuộc đời. Xin cảm ơn chủ thơ để cho tôi tròn ước nguyện, giờ xin thơ tiễn nàng vui bước vui.